Dạ em mến chào kênh LTK, mến chào anh chị trên mọi miền Tổ quốc ạ. Dạ em cũng cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ clip em vừa qua cô chú. Cũng mong cô chú tiếp tục ủng hộ kênh và ủng hộ clip em ha. Dạ hôm nay em có hai phôi miệt quế thuần chậu sống khỏe với 6 cây miệt quế tàn thông tay cành vip nha anh chị. Cây cũng rất lớn ha. Đó. Rồi số điện thoại Zalo của em là 0971052039, cũng là số Zalo của em ha. Rồi cũng không làm mất thời gian của cô chú anh chị, em vào mã số 1 hết cô chú. Rồi em sang dòng cho cô chú tham khảo ha. Cây này rất là nặng ha. Đó. Phôi miệt quế ha, thần chậu sống khỏe ha. Đó. Rồi em đo cái chiều cao của cái cây ha. Chiều cao là 1m28 ha cô chú. À. Rồi em đo hoành thân luôn ha, cây sống khỏe thường chậu ha. Hoành thân là 58 ha cô chú. Đó, 58 hoành. À. Tổng bề đế nè. Tổng bề đế nó chắc cả 250 ha cô chú. Đó, để mặt nào cũng đế cho nha. Lực lực không ha, bằng cái tay em nữa. Đây. Cây này. Đúng lá sắn không chùm luôn nha cô chú. Cây rất là tuyệt vời ha. Rồi em đo tán ngang như cô chú tham khảo luôn ha. Tán ngang khoảng 1m ha cô chú. Rồi mã số 1 này em giao lưu với giá là 5.500.000 ha. Em bao ship toàn quốc cho cô chú luôn ha. Hai cây phôi em bao ship toàn quốc ha. Còn miệt quế tàn em bao ship 200 cây số nha cô chú. 200, 250, 300 gì cũng được ha cô chú. Dạ. Rồi tiếp tục là mã số 2 ha. Cây này em lên vòng quay không nổi nên em để trên xe luôn ha. Đó, cây sống khỏe ha. Cây đâm tược non hết, em mới giao lưu với cô chú ha. Đó. Cũng là một phôi miệt quế lá sắn vuông chùm ha. Chiều cao 90. Hoành thân em đo vị trí này là nó 68 ha. Rồi, tổng bề đế của nó nè. Tổng đế cũng khoảng 250 ha cô chú. Đó, đế chảy đều hết ha cô chú. Cây này găng guốc rất là già cây ha. Cái đường kính bầu em bứng là khoảng 90 ha cô chú. Cây sống khỏe luôn ha. Đâm tược non hết. Rồi mã số 2 này em giao lưu với giá là 6 triệu ha. Em cũng bao ship toàn quốc luôn ha. Rồi em còn 6 cây tàn thông ha cô chú. Cây tay cành rất là vip ha cô chú. À, mã số 3 ha. À. Rồi. Mã số 3 em có đo chiều cao rồi ha cô chú. Chiều cao 4m ha. Tán ngang 2m8. À, cây này cái nồi đế nó vip luôn ha. 6 cây này là nó thần chậu nằm trong bồn ha cô chú. Yên tâm ha. Sống khỏe ha. Em bứng nằm trong bồn ha cô chú. Nên là cây giữ lá rất là tốt ha. Cây là đúng lá sắn bông chùm luôn ha cô chú. À, cây vàng xương ha. Vàng xương nó khích gịch cho cô chú. 6 cây này cái tay cành rất là đẹp nha cô chú. À, cô chú coi cây giùm em ha. Đó. Tán ngang nó khoảng 2m8, cao 4m. Dạ. À. Cây già găng guốc à. Cây này rất là quái cây ha. Đó. Cây à, găng guốc. Dạ. Cái bầu em bứng rất là lớn ha. À, em đo phỏng phỏng cái đường kính bầu của chú ha. Đường kính bầu là 1m1 ha cô chú. Đó. Chia cành nhạo ha. Đó. Nói chung là cây này cái tay cành lớn nhất của nó em đo. Cây này cũng mấy chục năm ha cô chú. 20 tay cành nè, 20. À, cô chú không phải cây này rất lớn ha. Nuôi cỡ này là cây rất là già cây hả cô chú. 4 năm. Cỡ 40 năm hả cô chú. Cây này là nó mua của chú kia bây giờ 80 mấy tuổi rồi. Nên chia lại cho em nha. Đó. Rồi mã số 3 này em giao lưu với giá là 22. À chưa ra hoành quên. Sáu mươi lăm hoành hả cô chú. À, 65 hoành. Tổng cái nào đáng thôi.
Rồi đế nó khoảng 250 ha. Rễ nào bự cỡ cái tay em nữa. Cái này là nói vậy luôn á, em không có khai thác như dân cô chú. Cây nó lên nồi đế cho nên em không có khai thác gì ha. Đó. Nói chung là cây này nó thừng mô, em không về vệ sinh thôi, lại cắt tỉa lại thôi. Đó, vàng xương cực kỳ chắc luôn nha cô chú. Không lỗi ha, cây tuyệt vời. Rồi cây mã số 3 này em giao lưu với giá là 22 triệu ha. Em bao ship 200 cây số hoặc 300 cây số ha. 300 cây số ha cô chú. Rồi tiếp tục là mã số 4 ha. Đây. Rồi cây này quá vip luôn cô chú. Đó. Chiều cao 3,5 m, tán ngang 3 m ha. Cái tay cành nó chắc là lực. À. Bệ đế. Bệ đế nơm ha. À, em đứng cho cô chú tham khảo nha. Cây nè, chiều cao em đo rồi hả cô chú, 3,5 m tán ngang 3 m ha. À, không lép bên nào luôn ha. Cây này em gút bấm bấm tàn vô ha cô chú, về là chỉ trồng vô chậu hoặc là lên bồn thôi ha cô chú. Cây cực kỳ đẹp luôn ha. À, cây nó già nó găng gút nè cô chú. Rồi đế nè, cái dàn xương nó cắt tuyệt vời luôn nha cô chú. Cây dàn xương cắt tuyệt vời luôn, nó lắc rồi cốt cạnh nó đóng đều hết, lắc lượng luôn ha. Cây này để một cặp vô là ok luôn nha cô chú. Đó, để đơm rất là đẹp luôn. Em đo cái tay lớn nhất của nó, cái tay bị lớn mà nuôi mấy chục năm nha cô chú, lớn nhất là 23, bên đây 20. Đó, tay cành nè, nhạo ha. Nuôi được như vậy là rất là lâu hết cô chú. Đó, tàn thông rất là đẹp luôn cô chú. Dạ, không lỗi chi nào hết. Đó. Rồi em đo cái hoành thân cô chú tham khảo luôn ha. Sáu mươi tám hoành hết cô chú. Nó chẹt chẹt này ha, là 80 ha. Củ đế nè, củ đế nó khoảng cỡ 2 m thôi chú. Cây này cái tuyệt vời lắm cô chú, ngoài rất là lực nha. Dạ, cái đường kính bầu khoảng 1.3 m ha, em bứng bầu rất là lớn cô chú. Cây này thừng mô rồi nên là cây sống rất là khỏe cô chú. Về là mình trồng thôi, khỏi có tước lá gì hết, trồng tưới nước đều là ok hết cô chú. À, bộ đế nơm cực kỳ. Dạ, mã số 4 này em giao lưu với giá là 29 triệu hả cô chú. Rồi em cũng bao ship 300 cây số cho cô chú luôn nha. Mấy cây này là đi, nếu mà đi gần là em đi cẩu không cô chú. Xe đi xe tay cành nó sợ nó bị lỗi cái là chết luôn à. Rồi mã số 5 cũng là một cây miệt quế tàn thông ha. Đó. Dạ, chiều cao nó là 2,8 m hả cô chú, tán ngang 2,5 m. À, em đo sẵn hết trơn hả cô chú, đó là đỡ mất thời gian cô chú ha. Đó. Bầu. À, vàng xương nó lắc lượng ha, tay cành nó đều hết trơn hả cô chú. Sáu cây này là rất là đẹp thôi chú. Rồi đó giờ bứng miệt quế thôi, em mới thấy 6 cây này là em đem về là đẹp mấy cô chú. Dạ. Cô chú nhìn cây, nhìn cây cũng biết ha cô chú. Đó. Đó. Cao 2,8 m. Ngang 2,5 m hay cô chú. Có bông quanh năm luôn ha. Dạ, bông quanh năm luôn, bông banh là con nghe chú là bông giờ nó nở một cái là rất là thơm luôn. 6 cây này trồng có một chủ nhà đó. Rồi hoành thân vị trí này là nó 67 hả cô chú. Để nhớ bên đây là 65 hả cô chú, 65 hoành. Đế là có điều hết trơn nha, tại em không khai thác luôn, cho cây mình nó khỏe, về là trồng vô là ok. Nó thừng mô hết, không có bứng bầu đất, mình đừng sợ ha. Cây tuyệt vời luôn, về mình để vô bồn hoặc là mình vô mô cái là ok cô chú. Cây thì già găng gút chưa sẵn á nha.
Dạ. Cái này nếu mà có ra Bắc thì mình cứ liên hệ em á, rồi mình thương lượng giá vận chuyển ha. Cây này vận chuyển ra Bắc rất là nặng tiền cô chú, tại vì tay cầm nó bẻ không được ha, nó chiếm diện tích của xe rất là nhiều cô chú. À. Cái cây nào không có cô chú không có gõ ha, cứ kết bạn với em rồi em gửi thêm cái Zalo cho cô chú ha. Đó. Rồi mã số 5 này em giao lưu với giá là 22 triệu ha cô chú. 22 triệu. Rồi tiếp tục là cây mã số 6 ha cô chú. Cây này là cũng một cây tàn thông ha. Cây này tay cành rất là VIP ha cô chú. Cao cũng 2m8, tán ngang 2m ha. Đó, cây số 5 với 6 là một cặp ha. Đó. Em có 6 cây mì quế tàn thông ha. Đó. Cao 2m8, ngang 2m5 ha. Đó. Em báo là về của chú đo là ok luôn ha. Đó. Cây tròn không có lép mặt nào luôn ha cô chú. Cây là tàn tròn rất là tròn luôn. Tay cành là ông chú bữa hẩm ông chú là tỉa mỗi ngày luôn ha. Bông ra là tỉa lá ra tỉa cho nó tròn hoài ha cô chú. Chú bây giờ 80 mấy tuổi rồi nên nhường lại 6 ngày này cho em ha. Rồi em giao lưu với cô chú ha. Mong cô chú thấy giá hợp lý ok thì cứ liên hệ em cô chú. Dạ. Đó. Đây. Tay cành ha. Cây tay cành rất là đẹp luôn. Đó. Cái hoành nó không nói lên với chị ha. Cây này. Độ già độ già. Hoành nó là 66 ha. Độ chuẩn cây. Dạ, độ này là chuẩn cây với hoành cũng không nói lên giá trị của cây ha cô chú. Tay cành nè. Cỡ này nè cô chú. Có lực ghê không? Đó. Cây này tay cành rất là VIP nha cô chú. Đó. Rồi, mã số 6 này em giao lưu với giá là 26 triệu ha. 26 triệu. Em bao ship 300 cây số ha. Đó. Rồi tiếp tục là em còn hai cây lớn nữa ha, là cũng là mì quế tàn thông ha. Cây mã số 7, chiều cao em đo là 3m8 ha, tán ngang 3m ha, tay cành rất là lớn. Em đứng đây cô chú tham khảo ha. Đó. Dạ một cặp luôn, đây là một cặp luôn, em để một cặp với cô chú dễ nhìn ha. Đó, mua một cây em vẫn bán luôn ha cô chú. Dạ 6 cây cũng tương đương, có hai cây này nó hơi chọi hơn ha. Đó. Rồi. Chiều cao là 3m8 nha cô chú. Tán ngang 3m. Đó. Cái đường kính bầu này em bính rất là lớn. 1m2. Tay cành nè. Cô chú coi. Rất là điều đặn ha. Cây già, độ này cực kỳ già thôi chứ. Cây này em cũng mua mấy lần rồi mua không được cái cô chú, rồi nên bữa hổm ghé lại rồi nên ông chú ông chia lại cho em ha. Đó, cây này đế nè cô chú, đế nào lấy lực. Độ già của cây rất là già nha cô chú. Xương chi đó. Tuyệt vời mấy cây này. Cô chú hình ảnh không có không gõ cứ kết bạn Zalo với em nha, em cho hình thêm cô chú, gửi hình thêm cho cô chú ha. Rồi, sang dòng đế giùm em. Tàn thì nó đều gan chân nha, không có lép mặt nào cô chú. Cây này là đây có cái điểm này là nó bị cái tay cành lúc trước á, mà bây giờ nó qua đá chơi thì nó không sao hết chứ, ok hết nè, không có sao hết. Đó. Tay cành nó lực. Rồi em tiến hành đo của hoành thăng của chú tham khảo luôn ha. Hoành thăng là 71 ha.
tổng bệ chắc 300 cô chú, tổng nồi nó khoảng 300 ha. Ba cành chặt ra lắc cốt lực cô chú. Cây này được cái nó thường mô cô chú, về cứ trồng thoải mái không có gì hết á. Cây này em bao sống cho cô chú 6 tháng luôn cô chú. Đó. Rồi mã số 7 em giao lưu với giá là 35 triệu hết cô chú. Rồi tiếp tục là mã số 8 ha. Đây, số 7 số 8 một cặp hết cô chú. Đó. Chiều cao này khoảng cỡ 39 ha, nó nhỉnh hơn xíu nha. Tán ngang cũng 3 mét theo chú. Nè. Cái nồi đế nó thì nè. Chạc nè cô chú, như hình thú hay cô chú. Đầu già nó ghê lắm. Răng gút. Tay cành nó lực đó cô chú. Cô chú thấy không có rõ thì cứ kết bạn Zalo em ha. Tay cạnh lúc cạnh đóng đều gan hết, không có thiếu mặt nào ấy. Cây rất là lực. Rồi em tiến hành đo hoành thân cô chú nè. Bảy mươi bảy ha, 77 hoành. Ở trên đây cô chú, trên đây nè cô chú, 77 ha. Rồi đây đó, nguyên củ đặc của nó nè, 1,5 m hết cô chú. À, cây rất là lực cây hết cô chú, cây đóng đều chứ. Ở trên đó nó lúc trước chủ nhà ấy nó bị cái chỗ đen đen đó cô chú, là nó bị quá đá nha cô chú, không sao chứ nha. Đó, cây sống khỏe ha. Chỗ điểm đó là, nhưng mà chắc không sao, lũa nó qua đá rồi. Rồi à, quay lại giùm em một đế ha. Cây già rất là gân gút luôn. Mấy cây này là xe cẩu 6 tấn là đi được hai cây rồi cô chú. Tán ngang nó gắt lớn nên là nó cũng không có bóp vô được, nên không có chở nhiều được đó. Nên chi phí vận chuyển nó cũng hơi cao đó cô chú. Ông chú thông cảm giùm em ha. Đó. Rồi cây mã số 8 này em cũng giao lưu với giá là 35 triệu ha. Đó. Mua một cây em vẫn bán ha, nhưng mà này cái cặp này thì nó ok ha. Có săn rộng mình để một cặp vô đây ha. Tới nó chỗ hoa rất là thơm đó cô chú. Lá cũng đẹp ha, bông cũng đẹp thơm luôn hết cô chú. Đó. Này cô chú thông cảm em ha. Rồi số điện thoại giao lưu của em là 0971052039 ha. Cũng là số giao lưu của em cô chú. Rồi. Em mến chào cô chú, mong cô chú ủng hộ kênh và ủng hộ clip em ha cô chú. Dạ, mến chào ạ.